Sáng nay, hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân để sớm đưa nghị quyết quan trọng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển vùng. Hội nghị cũng thể hiện tinh thần nghiêm túc, ý chí và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đổi mới, xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của nghị quyết, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo, dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương. Đồng thời, phải khơi dậy, phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đổi mới, năng động sáng tạo, ý chí, quyết tâm, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng. Tất cả các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong vùng phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn nữa về vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của vùng động lực phát triển lớn nhất, đầu tàu kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước. Ngay sau hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh.